Bác vừa nghe xong. Thế thì bây giờ bác phân xử cho bọn em. Em thì bảo đấy như thế là em bị ăn quả lừa. Đấy, còn anh Hoàng cái bảo như thế là anh không lừa mày, anh giúp mày, anh giải cứu cho mày. Thế bác thì phân xử xem tức là như thế nào. Cái thứ nhất, em thì nó non nó bất ngờ. Đúng. Chả thương nó thì thôi, đúng không anh? Đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó thằng này mà non á. Ngày xưa. Đúng rồi, cái đấy từ mấy năm trước được gì nữa. Rồi mấy ngày hôm nay đâu. Cây có thể giả lại cho nó nhưng mà không làm gì có chuyện giả xuống. Đúng rồi, ngày xưa anh phải chi phí thì anh mới có được cây nó giả được xuống được. Nói tóm lại là ngày xưa mà bỏ ra 2 triệu thì bây giờ mày đưa lại cho anh Hoàng. Cái đấy là hồi đấy. Đúng rồi, bác cả nói đấy là chuẩn rồi. Nhưng mà cái cơ bản là cái lúc đưa là phải có đầy đủ anh em làm chứng. Đúng rồi. Đấy. Cái cây đấy hồi đấy là mày mua bao nhiêu tiền? Và 3.5 triệu. 3.8 triệu. Bây giờ mày phải giả cho anh Hoàng 4 triệu. Đúng rồi, đúng rồi. Mày giả cho anh Sĩ. Nhưng anh mà... Sĩ anh nhường cái cây này cho này. Đây là anh Sĩ đang có cái cây này anh nhường cho này. Nhưng cái cây này 4 triệu này. Nhưng không được giả trong bóng tối. Đúng rồi, mà phải giả trước tao sự chứng kiến của anh em. Đấy mà anh em mày biết rồi thì nếu như chứng kiến xuống thì là chẳng ai nhìn thấy cái gì cả. Đúng rồi, lại phải có thì một nữa. Đấy. Ok. Cái thứ ba là xong cây tùng rồi sẽ có bữa cây cổng gà. Anh em mình nó có cái tính xấu thế. Rồi. Em thấy là như thế nào? Rõ ràng, minh bạch. Đấy. Tất cả anh em đều chứng kiến. Rồi. Thế còn cái cổng làng hay sao? Cổng làng thì em mua rồi, còn gì nữa. Cổng làng của em, em mua từ ngày xưa rồi. Cổng làng của anh chứ. Của anh chứ, có hai cái. Cổng làng đấy là của thằng Tuấn Anh. Đúng rồi, có hai cái đỏ mua anh em một cái, xong hết rồi, còn gì nữa. Thế bây giờ là tự dưng lại để mất tác phẩm à? Bắt đầu mất, nó vẫn nằm ở đấy. Anh có mất ba công lao mình ủ mình ngồi. Em thề anh hôm đấy em làm một mình em vất vả vãi lên ngồn. Mày gá bao nhiêu công lao anh này là ủ thế này. Đấy đấy chứ em ơi, đùa lại còn. Úi giời ơi, không cảm ơn anh gì đâu lại còn. Mày gá chứ mày không. Cái chậu đẹp là của tao đấy. Thì em mượn cái chậu. Mượn sao? Ôi rồi bao nhiêu công lao mình thay cái chậu đẹp mà mình hiểu. Mày mua cái chậu đẹp ấy, mày đền cho anh ấy. Ok. Được rồi, tôi đau lòng quá anh em ạ. Mẹ bao nhiêu công lao làm mấy cây ấp ủ cả năm rồi. Xong bắt đầu làm, sau đó là mất bao nhiêu công sức. Rồi ôi. Sau đó lại là còn mua cái chậu đẹp. Nó cướp trắng thế này, cướp trắng trợn rồi còn gì nữa. Cái cổng là cái chậu đấy là chậu kỷ niệm tao đi mua chậu với anh Si đấy. Dạ vâng, em biết rồi, anh nhiều kỷ niệm em đang giữ cho anh đây. Kỷ niệm cây với Tuấn Nguyên rồi nhá, ok. Kỷ niệm cổng làng với em rồi nhá, ok. Bây giờ cái chậu kỷ niệm anh đi rồi, ok. Ôi ôi, nó giả mình không thiếu xu nào kìa. Anh ạ, em sẽ nâng niu và trân trọng những cái kỷ niệm đấy. Và không cách nào mà để chứng tỏ là mình nâng niu mình trân trọng bằng cách là em nó hòm hòm một tí mình sẽ để em nó trong vườn nhà à, ngay mình chăm. Ôi mà con đấy lá nó đẹp như lá móng như anh ạ. Con đấy anh lá đẹp, đẹp lắm, lá nó cứng, nó quê nhưng mà lá lại đẹp đấy à. À đẹp. Con anh Sĩ con anh Sĩ ơi, cái con mà em đang để nuôi ở trên vườn mà hôm anh mang lên trên vườn nhà em ấy. Ôi con đấy lá đẹp phải lá nhá. Lá đẹp hơn cả lá móng nhá. Con nào? Ui con đấy lá nó hồi nào lắm. Con đấy chưa có đối thủ về mặt về răng và lá. Lá nó đang ở nhà tao nó ra lá kìa. Lá đẹp hơn cả như này này. Ui, con đẹp hơn cả lá móng. Móng đã thuộc dạng là đẹp. Ui, con nó gọi là cách biệt luôn. Ui nhìn nó đẹp lắm, con đấy nhìn nó gọi là đẳng cấp cách biệt luôn ấy. Đẹp hơn hẳn mà. Con này lá đẹp nhá, lá móng thì thôi không phải nói đúng không? Vâng. Thế mà con kia nó còn bóp chết, không sợ ý. Con đấy chắc là nếu về lá, chưa nhìn được đối thủ về lá. Lúc đầu còn hơi nghi, đến bây giờ thì thôi, không cãi rồi em ạ. Bỏ một cái cây con mua 3 xịt. Con đấy anh? Ừ. Dáng gấp. Cây nhìn mới là cái phôi. Ừ. Chưa anh có cái gì hết. Anh em vứt bên vườn nhà anh Hoàng để anh đi xem ạ. Tô quá nhắn tin lên này. Hello, xin chào cả nhà. Mình vừa đi chơi nghỉ mát mấy hôm. Đi có mấy hôm thôi mà nhớ vườn cây kinh khủng anh em ạ.
cả nhà đi ngắm một lượt với mình nha. Ui, không hiểu Hà Nội trời tiết mấy hôm nay như thế nào và sao cây nó tốt thế. Đợt này bắt đầu có nhiều việc phải làm rồi đây. Ui, cái cây này tôi cắt là từ Tết đến giờ tôi chưa cắt cái cây này anh em ạ. Lần cắt gần nhất của nó lát nữa có khi tôi xem lại clip trước. Tức là ra Tết là tôi đã cắt cây này rồi đến thời điểm này. Cây này cao đúng ngang tay này. Anh thấy bộ lá duy trì. Ý, em tích giàng tốt quá. Ừ, khó lắm mới nuôi được cái tích giàng lên thế này đây anh em ạ. Tới này mà cắt thì thôi tuyệt vời. Cái này nó chậm lắm. Thằng này nó chậm. Và lá nhiều hơn. Săn lá săn cứng hết rồi. Đây này nhiều việc để làm rồi. Cây này tốt ghê. Ôi dồi ôi. Hôm nay phong độ cao, đang định làm mấy cây liền thì tự dưng trời lại mưa anh em. Mưa tầm mưa tá luôn. Thế thôi làm được mỗi cây. Quay chia sẻ cho anh em xem nha. Cái năm điền này lên đá nhìn ok phết này. Bác nào lên đá khá phết. Đưa lên đá. Vừa mới sửa lại nét đó tí. Hơi dở dang. Anh em nhìn Nam Điền là dễ đấy. Vãi linh hồn. Cái này già lắm đấy nhá. Già vàng, da màu vàng này. Dễ Nam Điền là như này. Cái này sau này bỏ. Giờ để nuôi thôi. Sau này bỏ. Tước hết rồi. Điền chính múa hai ông em pha cho ông chút chè. Còn em có mua nước gì hả? Thôi. Thôi ta lại ngắm trời mưa rồi chứ làm nào. Cầm một là vòng mới vừa mang đỡ về cái gì ấy. Thôi anh em, thôi làm dần vậy, chấp nhận. Được cái là cái cây này là phôi nó cũng già mà nó được cái thế ôm đá cũng được.
làm lâu tí 5-7 năm thành tác phẩm chơi. Cái này nó có cái khỉ xuống này. Tốt phết. Nam biển nó nở nhanh. Thân bệ nó nở. Size này nó còn đỡ, size mà mini thì thôi không thể cưỡng vào đâu anh em ạ. Độ nở dễ, nó còn có thể ở đây có viên đá mà nở nó còn quăng cả đá mà. Anh Sĩ ơi, hôm trước có một khán giả này là tên là Tuân Nguyễn Trung, comment cho em như này. Thằng cha này ấy, là ngày trước đây là comment một lần là comment nó bảo anh em mình là diễn chương trình hay phết, ý là anh em mình là làm chương trình như anh. Anh em mình quay phim những cái clip anh em mình làm cây ấy. Ông thì ông ấy bảo mình là diễn hay phết à. Thì hôm kia vào comment em nghe này, đã bảo là người nghệ sĩ thì có cái tôi là cần thiết, thế nhưng mà cũng cần phải khiêm tốn, à chê người khác ít thôi, cần phải suy nghĩ đơn giản sâu xa đấy. Nó comment em như thế. Cha này thì lần trước nó nói mình diễn kịch là em đã khó chịu lắm rồi. Lần này comment này theo ý anh thì là như thế nào? Mình thằng đấy nó không được nghệ sĩ. Biết là mình phải ngồi ý. Nó đang dạy em là phải khiêm tốn, chê người khác ít thôi. Đúng phải nào? Suy nghĩ nó sâu xa hơn. Đấy. Thằng nào mình ngồi ý nát óc xong đi nói. Thường ví dụ có thể nó làm những công việc gì khác thì chắc chắn không được công việc nghệ sĩ. Vì công nghệ sĩ mà nó làm thế thì nó hết tất cả sức lực ở đâu nữa. Em để em thấy là những cái người mà em hỏi anh nhé, anh có rồi anh tự dưng anh đi góp ý cho người khác không, nếu mà người ta không cần anh góp ý liệu anh có góp ý không? Đương nhiên là không. Không thân không quen thì tự dưng mình dở hơi mình đi góp ý đúng không anh? Nếu như mà mình một cái người ta không cần cái sự góp ý của mình ấy, tự dưng mình đi mình góp ý ấy, thì có phải là mình bị dở hơi không, đúng không? Thế người ta cứ bảo cái câu, tôi nói cái câu gọi là 3 năm học nói cả đời học như vậy. Ngày xưa là em cũng gặp nhiều trường hợp như thế đấy. Tức là mình làm cây mình chỉ biết việc của mình thôi, nhưng mà tự dưng là nhiều thành phần rất hay kiểu gọi là đến góp ý mà mình khổ, mình có nhờ góp ý đâu. Cứ đến góp ý mình nó bảo phải thế này phải thế kia. Những thành phần đấy em chặn mẹ hết đấy. Chặn hết. Nếu có phải thì sao? Hả? Nếu phải thì no phải thì riêng, nếu không phải thì sao? Tại vì là như thế này, ngày xưa em chơi cây ấy, là em không thích nói nhiều. Anh hiểu không? Em chỉ gọi là đến em mua cây xong rồi em té thôi. Còn là em không bao giờ em đến vườn nhà ai em chê là cây của ông phải thế này, phải thế kia. Đấy, thế nhưng mà nhiều ở mình thì mình là như thế, nhưng mà nhiều người ta lại... Người ta không như mình, người ta cứ dạy mình là phải thế này, phải thế kia. Cùng mà đến một lúc em bực quá, mà em nghe nhức hết cả đầu, mà không lướt mẹ đi. Em chỉ nói mỗi thế, không giải thích, không trình bày anh ạ. Chắc là đợt này là... À, cái quan trọng là ông ấy bảo là mình là chê người khác ít thôi. Đẹp thì thật ra thì vấn đề khen chê thì... Đội nhà mình đẹp thì khen, xấu thì chê, đúng không anh? Đội nhà mình thì có ông nào chắc là do đội nhà mình là hay dìm hàng nhau. Người ta có thiện cảm ấy. Người ta coi đến là bình luận nghệ thuật. Nhà phê bình nghệ thuật. Còn mà người không thiện cảm thì nó bảo là ông chọc gậy bánh xe. Chọc gậy bánh xe à? Cứ kệ mày thôi, nếu mà sợ chê thì cứ để cây ở nhà, đừng có vác ra ngoài triển lãm, đúng không? Đã vác ra ngoài triển lãm thì đẹp thì khen, xấu thì chê chứ. Ngày xưa em thấy anh em khiêm tốn lắm. Thế nhưng vấn đề là chơi một thời gian ấy thì em nghiệm ra
là gần như là cái người khen nhiều quá anh ạ. Phôi em thấy mà những cục phôi giờ cũng thành siêu phẩm, cái gì cũng thành siêu phẩm, bây giờ là kiểu như là cứ gọi là sảnh nhà ra đường là gặp siêu phẩm ấy. Thế mình ở phôi 90% là như thế. Bảo thôi mình không thích giống người ta, thôi mình chê như vậy, mình phản biện như vậy. Nhưng cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quý thì chết. Đâu thấy siêu phẩm. Là cái phôi dở đưa lên cũng siêu phẩm, quý với hiếm. Bó tay. Tức là nó giống như là một cái thứ văn hóa ấy, hiểu không? Nhưng khổ cái là trước mặt người ta khen siêu phẩm nhưng về nhà thì khéo cái chính cái ông đấy mẹ chê lại nhiều nhất. Ngon. Con này đẹp này. Con này sẽ là con rất hay này. Đang bắt đầu ra rễ đúng không? Đang đến cạn đất rồi. Này ra rễ này. Xuyên qua cả đấy. Ủa, ngắm ở đây đẹp đấy, này